Balcony boss ảnh đỉnh nhất Vbiz, từ thùng giấy đến chui vào áo mẹ, đâu cũng có thể trở thành studio. Nhóc Tì nhà Đông Nhi sở hữu cả bộ sưu tập khoảnh khắc tạo dáng độc lạ, hết ngồi thùng giấy lại chui vào áo của mẹ, nơi đâu cũng có thể trở thành địa điểm lý tưởng để cô bé tạo dáng. Thế mới thấy, cô bé đã sớm nói giỏi truyền thống nghệ thuật của gia đình. Queenie được biết đến là con gái cưng của vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng. Từ khi mới chào đời, cô bé này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nhờ sở hữu diện mạo và tính cách đáng yêu. Đặc biệt, vì thường xuyên lên sóng với những khoảnh khắc bá đạo và độc lạ, nên Queenie dù chỉ mới 1 tuổi đã được nhận định là mẫu ảnh tiềm năng của Vbiz. Nói có sách, mách có chứng, chỉ cần theo dõi những khoảnh khắc lên sóng từ trước đến nay của bé Queenie, ai cũng phải công nhận rằng cô bé này quá đỗi đáng yêu. Không những thế, Queenie còn cực kỳ chuyên nghiệp, có khả năng tạo dáng chụp ảnh bất chấp mọi hoàn cảnh. Theo đó, dù là ngồi trong tủ quần áo, thùng giấy hay chui vào trang phục, túi sách của mẹ, cô bé đều cho ra được những khoảnh khắc siêu cưng khiến dân tình phát sốt. Khoảnh khắc kangaroo mẹ và chuột con trốn trong túi được mẹ Nhi đăng tải đã khiến dân tình thi nhau thả tim ầm ầm. Những biểu cảm tinh nghịch đáng yêu của Queenie đều được nữ ca sĩ ghi lại. Phải nói rằng, nhóc tì Queenie vừa dễ tính lại rất có tố chất của một mẫu ảnh. Chỉ cần nhìn thấy ống kính máy ảnh thì dù là đang ngồi ở đâu, cô bé cũng đều thể hiện khả năng tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp. Nắm bắt được sự tự nhiên và giản dị đó, Đông Nhi không ngại bày trò chụp ảnh cho con gái. Thậm chí từ khi chưa đầy 1 tuổi, Queenie đã được mẹ Đông Nhi cho xuất hiện trên bìa của tạp chí. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé Queenie đã lên ảnh chuyên nghiệp không thua kém gì bố mẹ. Kể từ khi sinh ra, ái nữ nhà Đông Nhi đã nhanh chóng góp mặt trong danh sách những nhóc tì siêu hot của làng giải trí Việt. Cô bé sở hữu fanpage với lượng người theo dõi lớn và con số thì tăng lên từng ngày. Điều này chứng minh độ hot không phải dạng vừa của bé Queenie. Chưa kể, những hình ảnh hay clip ghi lại diện mạo và loạt hành động của cô bé đều thu về lượt yêu thích khủng trên mạng xã hội. Đến độ, Đông Nhi còn phải lo sợ con gái sẽ vượt mặt mình trong nay mai. Nhiều fan cho rằng Queenie chính là hậu duệ tài năng sẽ tiếp nối độ nổi tiếng của Đông Nhi trong showbiz. Dù chỉ mới 1 tuổi, nhưng cô bé đã bộc lộ rất nhiều yếu tố của một ngôi sao. Ngoài việc tự tin trước ống kính, Queenie còn cảm thụ âm nhạc rất tốt. Mỗi khi nghe thấy những giai điệu âm nhạc, cô bé sẽ lắc lư, đung đưa đúng nhịp, khiến ai chứng kiến cũng phải gật gù khen ngợi. Quả là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Sùng sùng sùng. Trong dịp sinh nhật tròn 1 tuổi, Queenie đã bóc chọn được một chiếc micro tượng trưng cho nghề ca sĩ. Điều này càng khiến dân mạng kỳ vọng Queenie sẽ trở thành một ca sĩ nối bước thành công của Đông Nhi. Việc bóc chọn đồ trong tiệc thôi nôi chỉ là một mẹo dân gian, nhưng thông qua đó có thể thấy được phần nào sở thích của nhóc tì đình đám này. Với vẻ đáng yêu này, tương lai bà Thắng mẹ Nhi sẽ phải đau đầu trong khâu chọn rể. Bởi từ khi còn nhỏ, cô bé đã được nhiều thông gia trong Vbiz đặt gạch. Đơn cử như cặp song sinh nhà của Dương Khắc Linh, con trai diễn viên Thanh Thúy, bò thúi nhà Hòa Binh Di hay con trai của nhà Đăng Khôi. Hy vọng rằng trong tương lai, các nhóc tì nhà sao Việt sẽ luôn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!